Có thể khẳng định nền âm nhạc Việt Nam ngày càng có sự đa dạng và đột phá để chinh phục khán giả ngoại quốc. Dần dà giai điệu Việt có sức lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt là khu vực châu Á. Và nhờ TikTok mà các giai điệu xuất xứ từ đất nước hình chữ S có độ viral cực khủng ở Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc. Điển hình là ca khúc 2 phút hơn, vũ điệu chặt thịt và từ chối nhẹ nhàng thôi, những ca khúc đang thịnh hành. Mới đây, VNet lại một lần nữa phát hiện một nhóm nhảy nữ sinh đến từ xứ sở Phù Tang thực hiện một đoạn video bắt trend dựa trên ca khúc của Phúc Du và Bích Phương, từ chối nhẹ nhàng thôi, nhưng là phiên bản remix. Trên giai điệu dồn dập, được phổ nhạc EDM cực gắt, bốn cô gái trong trang phục nữ sinh thực hiện những màn vũ đạo độc lạ và nhún nhảy theo style vô cùng khó hiểu. Có lẽ chính bởi yếu tố này mà đoạn clip lại có sức hút mãnh liệt, thu về 3,6 triệu view trong chưa đến một ngày. Nhưng cũng không phủ nhận một chuyện rằng nhờ sử dụng giai điệu Việt Nam mà đoạn clip tiếp cận được với số đông khán giả VNet. Và đương nhiên họ chính là những người góp một lượng view không ít cho đoạn clip trên. Song có thể bạn đã quên, nhóm nữ sinh ấy đã từng thực hiện trào lưu từ chối nhẹ nhàng thôi cách đây 2 tháng. Đoạn video ấy đến nay đã thu về hơn 31 triệu view, chứng tỏ sức viral cực khủng của bốn cô nữ sinh kia nói riêng và giai điệu Việt Nam nói chung. Thế nhưng cùng một ca khúc từ chối nhẹ nhàng thôi, song cả hai phiên bản trước và nay cứ như là copy-paste. Chúng giống nhau từ vũ đạo, vị trí, bố cục lẫn biểu cảm của bốn nhân vật. Bắt trend nhạc Việt nhiều lần nhưng họ không có sự sáng tạo nào để trông mới mẻ hơn. Phải chăng bốn cô gái này chỉ đang cố lạm dụng trend nhạc Việt để hút view từ người Việt Nam và tăng độ phủ sóng cho chính họ? Nhưng nhìn qua lăng kính tích cực, cũng phải cảm ơn nhóm bốn bạn nữ này vì đã giúp nhạc Việt của chúng ta được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn. Có thể thấy chỉ cần một giai điệu cuốn tai và có nhiều người dùng ưa chuộng chia sẻ hay thực hiện theo là bài hát ấy sẽ dễ dàng được bạn bè quốc tế biết đến. Họ cũng diện trang phục nữ sinh và thực hiện các động tác nhún nhảy, chặt thịt dựa trên nhịp nhạc sôi động. Có thể thấy trong clip màn vũ đạo của các cô gái có phần độc đáo, khác biệt, nên việc video này thu hút 2 triệu lượt xem và có gần 300.000 lượt thả tim cũng là chuyện dễ hiểu. Thực tế, ca khúc hot hit của Phúc Du và Bích Phương đã được remix cho chuẩn Vinahay, thế nên khi nghe qua ta sẽ thấy cuốn hơn hẳn. Có thể chính bởi điều này mà các cô gái đến từ xứ sở Hoa Anh Đào kia lại ưa chuộng và thực hiện một nội dung TikTok lấy cảm hứng từ đoạn nhạc này. Còn ở Việt Nam, giai điệu này từng làm mưa làm gió và phổ biến khắp các nền tảng xã hội. Đây từng là một trào lưu thịnh hành được đông đảo các bạn trẻ bắt trend. Đến nay dù đã ra mắt khá lâu, nhưng âm vang của đoạn nhạc vẫn gây bão trên TikTok, bay hẳn sang Nhật Bản. Qua đó ta có thể thấy sức hút to lớn mà giai điệu lấy cảm hứng từ bài hát Từ chối nhẹ nhàng thôi của Phúc Du và Bích Phương mang lại. Bàn về ca khúc gốc, Từ chối nhẹ nhàng thôi là một ca khúc pop rap rất thành công của Bích Phương và Phúc Du. Cả hai đã có màn kết hợp nhuần nhuyễn để tạo nên một bài hát vừa có nền tảng câu chuyện tốt, vừa thể hiện được màu sắc riêng biệt của hai nghệ sĩ nhà 1989S Entertainment. Bài hát có thành tích khủng trên các bảng xếp hạng nhạc số và được đông đảo các bạn trẻ yêu thích.